Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với phần tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình nhá thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Hôm nay mình post một cái video vào 7 giờ sáng và nếu như cái clip này đạt được 5.000 like trước 5 giờ chiều thì 7 giờ tối nay mình sẽ úp thêm một clip nữa cho các bạn xem nha. Đấy, thì 7 giờ tối đấy. Thì bởi vì mình biết là mọi người được nghỉ Tết rồi, mọi người có nhu cầu xem video clip rất nhiều và mọi người vẫn rất là hưởng ứng cái series Dragon City của mình. Vì thế mà mình sẽ chiều lòng các bạn, nếu như mà các bạn chiều lòng của mình 5.000 like nha mọi người. Ok. Rồi thì uầy. Cái gì đấy? Cái gì? 124.000 được 50 game và một mê trái cây. Ủa? Nhưng mà mình không thể nạp tiền bằng cái cách kia được các bạn ạ. Mình chỉ có thể nạp tiền bằng cái cách này thôi. Mình có thể nạp game chứ không thể nạp tiền được. Ơ, có sự kiện mới đấy anh em. What? Ờ. Ủa sao đang đua rồng mà lại cũng có sự kiện mới đấy à? Mình không rõ lắm. Ủa. Ủa cái này có map không đây anh em? Mình bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề tìm map rồi đấy các bạn. Ok. Rồi đã rõ. Cái này thì cứ từ từ đi để sau nhá. Cái này chắc nó sẽ có map thôi. Xem cái con rồng. Wow. Wow. Con rồng này bị đâm xuyên người không chết đấy anh em. Vãi đạn. Con rồng gì? Rồng một mắt, hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chắc là năm mắt. Bên kia một con nữa, ở giữa trên sừng hai mắt này. Rồi hai bên mắt bình thường nữa là bốn đúng không? Một con mắt ở giữa là năm. Con này rồng thần con ngựa đó rồi. Bị đâm hoài không chết anh em, ghê vãi. Để xem mình đua tới đâu nào. Thanh niên kia xem vượt mình chưa nào. Rồi mình bị vượt rồi anh em. Hình như mấy, ôi dồi, tưởng vượt xa lắm chứ vượt tới đây thì sao mà vượt cái gì. Thanh niên vượt ngay trước mặt luôn anh em. Đây để mình thu hoạch trái cây cái. Mình sẽ làm nhiệm vụ và mình sẽ vượt lại. Wow, bây giờ thu hoạch cái này được thêm cả điểm nữa các bạn. Rồi bây giờ mình đang chơi hai sự kiện trong một sự kiện luôn đấy. Rồi xong chưa? 9/13 rồi. Nào bắt đầu đếm nào. 10/13, 11, 12 và 13. Xong. Hôm nay nó cho like cái con rồng như ma vương này. Like con này như nào? Wow, hai con này thì cũng hơi căng. Hai con này mình chưa có anh em ạ. Trời, hai con, một con bốn hệ, một con hai hệ, ra con hai hệ. Mà con này mình có rồi, mình cũng chả cần anh em ạ. Để xem nào. Có cái gì hot nữa nào. Mấy con rồng nó kêu cứu hoài. Không cứu nó thì lại là tội ác. Mà cứu nó thì về cũng chả để làm gì anh em. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem một con rồng huyền thoại mới. Con này như mình có rồi đúng không? Hôm qua mình cũng like ra một con rồng huyền thoại nhưng mà con này chắc là mình có rồi này. Con này thì mình chưa có, hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem con rồng này. Nhưng mà đợi tí nó có cái nhiệm vụ hatching đã anh em. Thì mình sẽ show cho các bạn xem con kia nha. Bây giờ mình sẽ đi đánh đấu trường tiếp. Chắc là đấu trường đánh được rồi đấy các bạn. Đây, vẫn đang ở Primo đây, Primo 2 đấy. Ua, được cộng điểm đấy các bạn. Rồi, đánh cái này luôn nha. Bởi vì hệ đất thì nó sẽ bị khắc bởi cái hệ chiến binh ấy. Cho nên cái con heroic thứ ba của nó mình cũng sợ lắm. Ây à. Zosina. Mình quen mồm gọi này Zosina. Hay là Sin Cara nhỉ? Chết rồi lâu quá. À con này là con Sin Cara chứ. Lâu quá không chơi bây giờ cứ bị quên đấy các bạn. Rồi mình náo này. Ba con heroic của mình. À con này lên B cộng rồi đấy anh em. Rồi con này chùm khu này rồi. Chùm trường rồi. B cộng luôn rồi này. Con nào có chiều bóng tối không? À cũng chả cần đâu. Luyện tiếp cho con này đi. Luyện cho con này lên A cộng đi. Đánh cho nó mạnh. Mình nghe các bạn ấy nói là cái rank legend ấy thì chỉ có mấy con rồng legend được chơi thôi anh em ạ. Còn mấy con khác không được chơi. Mình không biết là heroic legend có được chơi không. Úi dồi. Tuyệt vời đây. Bữa sáng tuyệt vời cho con khủng long bạo chúa của mình này các bạn. Chuẩn là bữa sáng tuyệt vời luôn. Ra ăn ba con này là chuẩn bị lên A rồi này. Con này sắp sửa lên A đấy. Mình nhớ là xem cái điểm lên cộng nó ở đâu nhỉ. Tí mình phải ra xem thử cái điểm cộng nó chỗ nào. Mày đất này. Đít lép xẹp này. Thanh niên này hack rồi. Hack lab mới lên ở đây chứ. Nhìn cái trình độ là thấy rõ rồi đúng không mọi người. Nhìn là thấy là không đủ trình độ để so sánh với chúng ta rồi. Những cái đứa mà nó hack thì suốt đời sống trong bóng tối thôi. Ủa vãi. Các mảnh của con rồng thì nhìn xịn quá anh em. Ok. Để mình ra mình xem là cái mức độ tăng sao của nó như nào nào. Tiện thể mình thu hoạch cái này nữa. Đó, cứ phải tranh thủ các anh em ạ. Tranh thủ được bao nhiêu là tranh thủ nhá. Đó. Rồi ra xem cái mức độ tăng sao của con Primal đây.
Chỗ này chỗ Primal đây. Xem nào. Xem nó bao nhiêu con nữa thì nó lực lên nào. Đây. Xem đâu ta. Hồi trước mình nhớ là xem ở đâu, bây giờ mình quên rồi anh em ạ. Hồi trước mình nhớ ấn vào đâu nó ra cái sao nhỉ, anh em nhớ không? Ai mà nhớ chỗ nào thì chỉ với nha. Hay là bây giờ nó mất rồi ta? Hồi trước mình nhớ chỉ cần chỉ vào thì biết bao nhiêu thì bao giờ thì lên. Ở đây. Rồi, mình sắp lên B rồi. Ủa đang B trừ à? What? Con này là con khác mà. Đây nè. Đây, B cộng rồi bao giờ lên A đây? Ủa còn nhiều lắm anh em ơi. Hiện tại mình mới bao nhiêu điểm? 131. Vậy là mình cần phải đánh cỡ 30 con nữa. 30 con nữa mới lên A các bạn ạ. Đó. Vì thế mà cứ tà tà thôi, không cần vội đâu. Tiện thể cứ làm nhiệm vụ đua đi. Thanh niên kia chắc là mình bị vượt mặt rồi. Bây giờ quan trọng là thanh niên top 1 thôi. 14 game này. 14 game đợi thêm một lần nữa đi cho đỡ tốn anh em. Chưa 14 game thì cũng vẫn tốn mà. Đấy, đánh ở trong đây phát nữa. Mấy cái nhiệm vụ trong đây là vẫn đánh được này. Đó. Không được. Đây, cứ khủng long bạo chúa mà nã nhá anh em. Con này đang cần luyện sao. Luyện sao cho nó lên cao đánh cho nó dễ. Đó. Mình, các bạn nói là mình lỡ mất 3 con Heroic. Vãi. Tính ra là mình nghỉ cũng mấy tháng rồi đấy anh em. Phải không nhỉ? Hay là lỡ mất 4 con Heroic nhỉ? Con rồng xanh là 1 này, con thuyền trưởng là 2 này, con rồng băng là 3 này. Với lại con gì nó giống Ruby là 4 nữa. Mình cũng chả nhớ rõ là mình đã lỡ mất mấy con rồng rồi các bạn ạ. Mấy con rồng Heroic nhá. Không biết là các bạn có bạn nào mà biết là mình lỡ mất mấy con rồng Heroic thì có thể nói anh biết với nha. Bởi vì con cuối cùng mình lấy là con khủng long bạo chúa thì vậy. Đúng rồi, con cuối cùng mình lấy là con khủng long bạo chúa. Vậy là không biết là mình đã lỡ mất mấy cái con rồng Heroic rồi các bạn nhỉ. Mình nghĩ là 4 hoặc 5 thì thôi. Không quá đâu. Có đỡ hơn không? 14 là vẫn 3/8 này. Khó vậy. Đây. Ủa đấy con này mới này. Đấy. Hay là lỡ 5 con ta. Mình cũng chả biết mình lỡ mấy con rồi anh em ạ. Thôi mà thôi kệ đi. Lỡ rồi bây giờ cũng đâu có lấy lại được đâu các bạn. Mấy con hơi đấy thì như đâu có cái cách nào để lấy lại đâu đúng không. Một hit. Thôi mấy con này để con khủng long bạo chúa luyện cấp đi anh em. Mình nghĩ là con bạo chúa nó chơi được hết đấy. Rồi. Ăn thịt chứ. Ui con robot người máy nhìn đẹp thế. Nó hệ gì vậy? VR thôi mà đẹp đấy nhở. Mình thấy một con rồng VR trong đây đẹp vãi trưởng luôn. Giống con huyền thoại người rơi của mình nhá. Đẹp vãi. Mình thấy mấy con VR đẹp vãi. Thề. Mình thấy mấy con VR nó đẹp còn hơn mấy con Legend nữa. Nhưng mà chắc chắn là không đẹp bằng mấy con Heroic rồi anh em ạ. Mấy con Heroic đẹp vãi trưởng. Ui vãi. Không đánh được đâu. Đây thanh niên này bắt nạt được. Hệ Primal. Wow. Đánh Strong luôn nè. May có con này nó mới xê trừ đấy anh em. Rồi mà đánh Strong 2 phát thì cũng liền xiềng đấy anh em. Rồi. Mày ngang cơ rồi. Lại có thêm một con. Con này 36.000 máu. Mình 52.000 máu. À con này con ghẻ. Không sợ lắm. Đánh mít luôn kìa. Mày đánh mít này. Úi dồi ôi. Còn 181 máu. Vãi trưởng. Đen vậy. Ăn cái gì mà đen vậy trời. Dino King. Con này chỉ là con Raptor thôi. Đâu phải là bạo chúa đâu mà đòi làm King. Đúng không anh em? Con này giống con Raptor này. Chuẩn lắm nhỉ? Mình nhìn một hồi mình vẫn chưa nhìn nó giống cái con gì hết anh em. Nhìn nó vẫn khắm khắm. Đây, thanh niên này dễ chơi này. Lại là bữa ăn rồi. Mấy thanh niên hack. Nhìn là biết là hack rồi. Hoặc là có thể là muốn hạ cấp. Một là hack, hai là muốn hạ rank xuống. Nhưng mà cấp 4 mà A cộng thì chắc là chỉ có hack thôi anh em ạ. Mình nghĩ vậy, cấp 4 mà A với A cộng thì chắc chỉ có hack mới lên được thôi chứ. Làm gì có con nào cấp 4 mà được A với A cộng rồi anh em. Mà lại cho mấy luyện dành thời gian đi luyện mấy con ghẻ ghẻ lên A cộng để làm gì. Đúng không? Mình thấy khá là xàm. Mấy thanh niên đấy hack chắc rồi. Nhiều heroic thế này. Đây, con này vẫn đánh được. Đánh luôn. Tình hình là sắp lên đấu trường Legend rồi anh em ạ. Ui cái gì đấy? Mới vào ạ. Chưa kịp hiểu chuyện xảy ra đã chết rồi. À đây là lần cuối không sao anh em. Lần cuối cùng rồi. Đánh xong lần này là xong rồi. Mình cũng đâu có nhu cầu cần đánh tiếp đâu. Bởi vì đánh xong lần này là hết lượt rồi. Cho nên là đánh thoải mái đi. Không sợ đâu. Đây. Cho này ra. Giết nó. Rồi bây giờ để đầu tự động đánh luôn vẫn thắng anh em ạ. Hai con Legend này bình thường. Con A của mình này. Con này là con A này.
mình bây giờ mình lâu quá mình không chơi, mình hay quên tên với con khủng long của mình luôn đấy các bạn. À đúng rồi, với con khủng long của mình, à với con rồng chứ nhầm, chết. Bây giờ mình cứ bị nhầm rồng với khủng long thôi, mà chứng tỏ là chúng nó vẫn có khủng long ở đây này. Ê ok rồi, xong rồi, chờ 2-3 phút nữa nó mới refill một lần. Ủa sao cái con này, à con này nó để trong nhà trẻ anh em ạ, vì thế mà cấp 36 nó vẫn còn là trẻ con, nó vứt vào cái King Garden gì đấy. Rồi tình hình là thì là hết được cộng thêm rồi đấy anh em, finish luôn nhá. Đây breeding đây, ui ôi 6 lần breeding cơ à, gì mà vãi trưởng vậy. 6 lần breeding là cả vấn đề đấy anh em. Vậy thôi mình sẽ hatching cái con này ra đi. Đây một con rồng đặc biệt đó, con này là chi collab này, war and nature and electric, war and nature đâu, nature đâu, nature đây, nature. À vứt con rồng thần trái đất đi, chưa có nhu cầu cần anh em. À con này cũng chả cần đâu, con rồng ruby này mình like là nhiều lắm rồi. Rồi con này có khả năng đặc biệt này đó, đó rồng khủng long ba sừng. Sao bây giờ mình chơi con, mình mở con rồng nào ra nó có sừng ấy nhở? Con này đặt tên là gì đấy, con này là Chico Raptor này, Chico Chiserap gì đấy, con khủng long ba sừng. Ôi nhưng mà con rồng sừng nhìn nó hầm hố quá anh em. Mình đã suy nghĩ một cái tên là hợp lý để đặt cho nó đây. Mình sẽ cho lên cấp 10 luôn nhá. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Rồi cấp 7, à cấp 15 nó mới mát cấp anh em ạ. Vậy mình sẽ cho lên cấp 15 luôn nhá. 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Ui heo được rồi này anh em. Heo được, có nên đập heo không các bạn nhỉ? Lâu quá không đập heo rồi. Cái gui này, mình không biết mình có nên tạo cái gui mới không các bạn ạ. Không biết có nên tạo cái bang hội mới không. Nhưng mà phải rebeat lại đã. Mình quên breeding rồi này à. Bây giờ thì mệt rồi, lẽ ra là hôm qua mình nên breeding sớm ấy các bạn. Xong bây giờ mình quên breeding rồi, nên bây giờ phải chờ này. Đó. Trời ơi, buồn ghê luôn. Thôi thế chắc mình sẽ cho một cái con rồng nào đó ở trong trong kho giã đi, bởi vì trong kho mình còn nhiều rồng lắm. Mà mình không biết con nào là con legend để mà cho ra này. Con này có phải legend không? Không. Không biết trong đây có con nào có legend không nhỉ? Hình như là không có hay sao ấy. Thử vào trong cửa hàng xem hôm nay nó có bán con rồng gì mới không nào các bạn. Ai à. Ủa con này bị giảm sức epic rồi à. Mình nhớ con này là, mình nhớ con này là con Ngưu Ma Vương mà, của mình mà, nó là con rồng legend mà nhỉ. Sao giờ nó là epic rồi? What? Rồi lại. Cái nhiệm vụ này chắc là hơi khó làm rồi. Rồi ok, chắc là mình sẽ dừng cái clip này đây thôi, cũng không còn gì để làm nữa đâu mọi người. Mình sẽ dừng cái clip này đây. Và nếu các bạn thấy thích cái series này của mình nhá, thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Cái cuộc đua bắt đầu là gay cấn rồi đấy. Mình thấy bắt đầu là khó rồi đấy. 6 cái này là cũng hơi căng đấy nhở, hơi ban căng đấy. Hiện tại là mình đang lắp 6, thanh niên top 1 lắp 8. Mình nghĩ là hết cái cuộc đua này thanh niên này chưa lên được lắp 15 đâu. Mình thì có thể lắp 15 được, nhưng mà thanh niên này mình nghĩ là không lên lắp 15 đâu. Thấy lê lết rồi đấy. Đấy, ok, rồi mình sẽ dừng cái clip này đây nhá. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Nếu clip này đạt được 5.000 like thì 7 giờ tối nay sẽ có clip mới nhá. Bye bye anh em.